Mình là Bơm đây, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi chợ, mình thấy ở ngoài chợ có bán cá lia thiên nè, mình mua về 2 con. Mình mua 2 con trống nha. Đây. Đây một con mình thả ở trong đây rồi nhưng mà nó trốn nó mất tiêu rồi. Còn một con thì mình thả trên đây tại vì 2 con này là 2 con trống cho nên mình thả chung sợ nó đá nó cắn. Bây giờ mình sẽ bắt cái con này mình thả xuống dưới để mình coi cái nó sừng lên cái nó đẹp cỡ nào nha. Giờ mình sẽ hai con này mình sẽ thả xuống hồ lớn để cho con kia nó ra, mình dụ con kia nó ra nha. Không thấy đâu luôn. Mình sẽ thả xuống nha. Thả xuống đó ra mọi người, con kia ra kìa. Phùng đẹp ghê chưa? Mình sợ nó đá nó hư cho nên mình không mình để một chút chút xíu thôi nha, mình không để lâu nha. Wow. Phùng lên rất là đẹp luôn. Wow, tuyệt vời. Con màu vàng đẹp hơn, mình thích con màu vàng đẹp hơn con màu đỏ. Wow. Nó chuẩn bị đá ra cả nhà chứ không phải là nó đập mái đâu nha. Tại 2 con này là 2 con trống. Nó phùng mang lên chuẩn bị đá đó. Rồi nó cắn cái là te tua. Khi nào mà nó cắn mình sẽ bắt nó ra nhưng mà không có nó cắn nha, tại vì nó cắn sẽ hư hết, hư cái bộ 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 áo đẹp này hết. Dê dê đẹp không? Bây xích đây con ơi, ta đang quay bơi sát vô trong dữ vậy. Đẹp quá cả nhà. Bình thường nó lội không đẹp nhưng mà lúc mà nó chuẩn bị đá nó phùng lên nè, phùng lên tuyệt vời luôn á. Quần quần vẫn chưa đá nữa, nó chưa cắn quá tuyệt vời. Wow, quất. Chị mới về dạy vô, trời. Con nào thua đây? Chắc nghi con vàng thua quá. Mình để cho nó đá tí xíu nha. Con trong nó che tiêu. Bơi ra, bơi ra. Bơi ra đây, bơi ra đây. Quất. Nó cắn rồi mọi người ơi. Mình bắt ra nha. Chứ để đá hồi là nó hư hết. Tạm biệt mọi người nha, mình tắt video nha.